Em tiếp tục về được một số mã loa cho các bác ạ. Bên đây này thì vẫn là cái dòng loa Prodeo quen thuộc Bass 25. Dòng này thì trong cái thời gian qua khoảng độ 5 4 5 tháng gần đây em chuyển đến các bác rất là nhiều, quá nhiều luôn. Dòng này cái thứ nhất là chất âm hay, hình thức đẹp, giá lại mềm mại, Bass 25. Chất bass thì không thể chê được dòng này rồi. Dòng này thì báo cáo bác là chấm hết, nói chung là chấm hết. Mức giá 3 triệu 6 một đôi thì không có lý do gì mà không hay. Rất nhiều bác lấy rồi nhé. Quá nhiều rồi. Trong khoảng độ vài tháng gần đây nó đi mấy trăm đôi rồi. Sang bên đây nữa. Bên đây là đôi loa Godfather. Dòng này thì ít có. Thiết kế rất là độc đáo. Đây, Godfather. Đấy, đôi này là mức giá 4 triệu 8. 4 triệu 8. Gồm có một bát 20, hai tép đom. Thì sau đây mà Tuấn sẽ đi vào chi tiết cho các bác. Đôi loa Godfather này có duy nhất một đôi ạ. Còn là dòng này thì báo cáo bác lại về tiếp khá là nhiều luôn. Thì đối với lại là loa Prodeo thì như em đã hôm trước em đã có một clip so sánh cho bác với dòng này với lại dòng BMB 455 à hay 455 ấy. Là củ loa của nó đều là củ loa Marantz này. Củ Marantz hết. Tép cũng là tép Marantz. Tất cả đều là củ xịn, hàng xịn hết ạ. Còn bác nào nhịn xịn thì không, bác nhìn tất cả những cái đường keo chỉ bác biết này. Nhìn qua đường keo chỉ bác biết từ kép. Con này được thiết kế với lại từ kép. Em thì em không phải làm về kỹ thuật đấy, nhưng hôm trước em có nói đấy, một số anh em chuyên về kỹ thuật rồi là làm loa rồi màng loa các thứ, anh em báo là cái dòng này này hình như là côn nó là ba lớp à, em nghe cũng nghe nữa, ba lớp rồi phải, ba bốn lớp. Dòng này côn rất ba lớp, nếu như mà một con âm ly mà yếu quá cũng chưa chắc đã đánh con này nhé. Vì con này đánh bát nó rất là dày, khỏe, khủng. Đấy. Côn ba lớp cơ. Củ loa đẹp xuất sắc các bạn. Củ này thì không thể chê được rồi. Dòng này thì rất nhiều bác lấy rồi bác nhé. Rất rất nhiều bác lấy. Dòng này là 3 triệu 6 một đôi. Đấy, bát 25 từ kép. Đây, kể cả dòng này đấy, bác nhìn này. Marantz hết, tép Marantz tất. Cái đặc biệt là hôm trước em có một cái clip em so sánh ấy, cái đôi loa này với cái thùng ấy, cái thùng của BMB đấy, hai cái thùng nó thiết kế giống hệt nhau, nó không khác nhau một chút nào cả, kể vào cả về vân tần tất cả, nhưng mà con Prodeo này thì họ lại thiết kế cái bông tiêu âm này này nó nhiều hơn, nó dày hơn, nó chắc chắn hơn, và họ thiết kế cái mặt trước này họ lọc nó đẹp hơn, có nghĩa là họ làm nó cẩn thận hơn. Em mở thấy BMB hôm trước em có bóc cái đôi BMB so sánh với bác đấy. Vậy mà đôi BMB cái đắt hơn đôi này đến hơn 1 triệu, gần 2 triệu. Được chưa? Còn về củ mới lõi, giống hệt nhau. Tất cả hình thức, kích thước loa không khác nhau một tí nào cả. Chỉ khác nhau đúng cái là con này nó bông tiêu âm nó nhiều hơn, con kia kém hơn thế thôi. Còn kích thước loa rồi mặt loa, kể cả mặt loa này, giống hệt nhau. Đây là Prodeo thì chỗ này là BMB. Còn không khác nhau một điểm gì cả, khác đúng gì chứ, vậy mà nó chênh nhau gần 2 triệu, ok chưa? Đây về hình thức đã, cái mặt này của nó thì là nó thiết kế màu ghi. Bác nào không thích màu ghi này thì bác có thể về sơn màu trắng, màu đen, màu gì tùy các bác, chỉ cần vặn bốn ốc người ra nhấc ra đây, nhấc dưới này là các bác thích sơn cái gì màu gì là theo phong thủy của bác, nhà bác do trang trí, được chưa? Sơn thì bây giờ rất là rẻ, còn quan trọng nhất là cái lõi này này, chất của loa, thùng vách loa đẹp đấy, là xong cái về cái đôi Prodeo. Đôi này mức giá 3 triệu 6 bác nhé, em Tuấn không tăng giá mà chỉ có giảm giá cho các bác thôi, từ trước là không tăng giá. Bát 25 con này bao cho bác bát uy lực, bát uy lực, chất bát mạnh hay, giá mềm. Sang đến đây thì đôi Godfather này có duy nhất ở đây, em quay lốt nốt cái mô đen đằng sau cho bác đó. Đấy, quay mãi nhưng bác lại bảo tôi không biết tên nó là cái gì đúng không? Đây ạ. Nó là Prodeo này, model là KSP480MK2. Chưa? Công suất 450W một loa, trở kháng 8 ohm. Đấy. Đối với lại dòng này. Còn sang đến dòng này. Thì đây, 4 triệu 8 đôi này. Bác nhìn cái tấm tấm lưới này của nó này. Cái tấm lưới thép này của nó bác bán nó vài cân, nguyên cái tấm thép này. Nó nhìn thấy họ thiết kế chưa? Nhìn qua cái tấm lưới thép thì bác đã biết giá trị đôi loa như thế nào rồi. Đấy, bắt đầu gọi đợi chút nhé. Đấy, được chưa?
Này, về bên này. Đây ạ. À, model đằng sau của nó đây ạ. Nó là đôi loa Wattfader 820 trở kháng 8 ohm. Công suất 120W max, đó là công suất thực cho bác đấy ạ. Được chưa? Em lần. Nè. Con này nó còn có cái nút gì đây bác này? Hình như cầu chì đó. Cầu chì bảo vệ. Vỏ. Vỏ nhá, vỏ sơn sần này. Đẹp, con này đẹp như mới luôn. Sơn sần đẹp như mới luôn. Đây ạ, về thiết kế thì hai tép đom hai bên. Hai tép đom. Hai tép đom hai bên. Đều là tép của Anh Quốc hết, Wattfader model 0315H. Đấy. Còn bên này này. Đấy. Đây, đây là con bát này. Con bát của nó đây, con bát zin của nó đây bạn. Ui chú ơi, nhìn cái miệng nó bé như cái côn nó này. Mọi người cái côn nó khủng chưa? Miệng nó bé như cái côn này. Côn nó khủng chưa? Côn quá to luôn. Godfather, Godfather. Bát 20 dòng này thì vừa nghe nhạc vừa hát rất là hay. Người Anh Quốc thì chẳng khen, không khen, khen nhiều. Đây, em quay đây. Cái này là cái chụp tép này. Tấm này đấy. Bác nhìn này. Đấy. Cái tấm lưới bảo vệ của nó có cần thiết nó phải dày như này không? Bác nhìn có cần thiết nó phải dày như này không? Đấy, được chưa? Có cần thiết phải dày không? Quá dày và chắc chắn luôn. À, em nó con này có lỗ này, có cọc này. Bác có thể cắm lên cọc loa nhé. Đây, có cọc loa. Đấy, cắm lên cọc loa này. Ở bên trên thôi nào. Bên trên không, con này là để cắm lên cọc loa. Hai đầu phẳng hết. Đẹp xuất sắc. À, sơn này là sơn sần. Sơn sần luôn. Giá em báo rồi bác nhé, 4,8 triệu. Có duy nhất một đôi, không có nhiều. Riêng dòng này có duy nhất một đôi. Bác có muốn nữa thì em bó tay, không có. Duy nhất một đôi, không có nhiều. Nếu bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn theo số điện thoại là 0911 169 961 ạ. Em giao và chuyển hàng toàn quốc cho bác. Duy nhất một đôi, duy nhất cho bác. Rồi, hẹn gặp lại các bác clip sau. Đấy, ngoài ra thì mic cũng có, mic bãi cũng có, mic cao cấp cũng có, mic suo cũng có, mic gì cũng có bác nhé. Bác nào cần có nhu cầu, bởi vì là em thì bác em bán cả hàng bình dân lẫn hàng cao cấp. Không nhất thiết phải một mặt hàng nào độc lập cả. Bác nào cứ có nhu cầu thì liên hệ.